Rồi, bây giờ mình nhìn vào cái hình này, mình sẽ giải thích được cái quá trình sấy rõ ràng hơn. Cái hình này rất là hay. À, thì quá trình sấy như mình đã biết, mình đã học trong chương 6 và chương 7 của môn kỹ thuật thực phẩm 2 trước đây á, thì quá trình sấy là quá trình đồng thời của truyền nhiệt và truyền khối, heat transfer và mass transfer. Rồi, đồ thị này mình nhìn vô cái trục hoành thể hiện cho là áp suất và nhiệt độ. Còn trục tung của đồ thị là thể hiện cho áp suất và nhiệt độ. Còn trục hoành nằm ngang thể hiện cho thời gian sấy. Trong slide trước mình có nói rồi, đề cập rồi, đó là quá trình sấy xảy ra theo hai giai đoạn chính là giai đoạn sấy đẳng tốc, sau đó là giai đoạn sấy giảm tốc. Giai đoạn sấy đẳng tốc là giai đoạn mà cứ sau cùng một khoảng thời gian thì cùng một lượng nước được bốc đi. Chủ yếu của giai đoạn này là bốc hơi nước tự do. Còn giai đoạn sấy giảm tốc là giai đoạn sấy mà sau một cùng một khoảng thời gian sấy, lượng nước bốc ra càng ngày càng ít dần. Và bây giờ nước là nước liên kết, chủ là nước liên kết, nước từ bên trong nó phải truyền ra bên ngoài, và cái tốc độ truyền từ bên trong ra bên ngoài chậm hơn tốc độ bốc hơi ở bề mặt, cho nên là tốc độ bốc hơi càng ngày càng giảm. Rồi, và nước bây giờ là tất nhiên là nước liên kết, cho nên nó sẽ khó bốc hơi hơn là nước tự do. Thường thường sấy nó có một giai đoạn ngắn phía trước nữa, giai đoạn khởi động. Giai đoạn này thường thường nó ngắn thôi để cho nhiệt độ của thực phẩm nó trở lên, nó cân bằng trở lại so với trao đổi nhiệt với và cũng như là trao đổi khối với không khí sấy, nên giai đoạn này thường không dài nên mình có thể bỏ qua trong quá trình giải thích. À, rồi mình nhìn lại cái hình này mình sẽ thấy là gì? Ở đây dry bulb temperature là nhiệt độ bầu khô của không khí sấy. Ở đây là wet bulb temperature là nhiệt độ bầu ướt của không khí sấy. Đường này là đường thể hiện relative humidity là ẩm tương đối của không khí sấy. Hay đây là áp suất hơi nước. À, chỗ này dùng chữ water, nó dùng chữ vapor nó sẽ chính xác hơn. Tức là áp suất hơi nước của không khí sấy. Mà áp suất hơi nước thể hiện trong đó có nghĩa là đại diện bằng ẩm tương đối như chương 6 trước đây mình đã học. Như vậy là hai cái đường này nè, đường số 1 và đường số 2 này, là hai đường này là hai đường thể hiện tính chất của không khí sấy. Còn hai cái đường cong ở đây là thể hiện cho tính chất của thực phẩm. Đường này là thể hiện cho nhiệt độ của thực phẩm. Còn đường xanh này là thể hiện cho áp suất hơi nước của thực phẩm. Nghĩa là khả năng nước nó có thể bốc hơi, nước lỏng có thể bốc hơi từ thực phẩm ra bên ngoài, khả năng nó bốc hơi ra nó tạo áp suất hơi ở chung quanh, gọi là áp suất hơi nước của thực phẩm. Mà áp suất hơi nước của thực phẩm thì cũng nôm na nó là hoạt độ nước. Có thể xem lại chương 5 về cách định nghĩa cũng như là cách tính toán của hoạt độ nước. À, như vậy là mình có hai đường của thực phẩm và hai đường của không khí. Trao quá trình sấy là quá trình truyền nhiệt, có nghĩa là nhiệt từ không khí truyền vô thực phẩm, và quá trình sấy cũng là quá trình truyền khối, nước từ thực phẩm bốc hơi ra và được không khí bốc đi. Đó, mang đi. Như vậy là quá trình sấy nó thực hiện dựa trên hai cái sự chênh lệch này. Chênh lệch giữa nhiệt độ không khí, nhiệt độ thực phẩm và chênh lệch giữa hơi nước, áp suất hơi nước của thực phẩm và áp suất hơi nước của không khí, hay có nghĩa là hoạt độ nước của thực phẩm và ẩm tương đối của không khí. Như vậy hai cái driving forces là hai cái động lực của quá trình sấy là sự khác biệt thế này. Lặp lại ha, hoạt độ nước của thực phẩm, ẩm tương đối của không khí, nhiệt độ của thực phẩm, nhiệt độ bầu khô của không khí. Hai cái này khi mình khởi động đầu quá trình sấy mình sẽ thấy là cái khác biệt nó rất là lớn, cho nên quá trình sấy nó nhanh, cái tốc độ sấy nó nhanh, càng về sau nó càng gần lại, nhỏ lại, cho nên quá trình sấy nó chậm, tốc độ sấy là tốc độ bốc hơi nó sẽ chậm lại. Ok,
Như vậy để sấy được thực phẩm thì mình luôn luôn cần phải có hai cái này. Chứ nếu mà chỉ có khác nhiệt độ không mà không khác cái này thì cũng không sấy được. Lộn, tôi vẽ lộn. Có nghĩa là nếu chỉ khác nhiệt độ không mà không khác về cái áp suất hơi nước thì cũng không sấy được. Cái điều đầu tiên mình quan sát là gì? Là mình nhìn như mình thấy thông thường á, thì giai đoạn sấy mà đẳng tốc này nè nó ngắn hơn đáng kể so với giai đoạn sấy giảm tốc. Vì sấy giảm tốc là bốc hơi nước liên kết cho nên là cần nhiều thời gian hơn. Như vậy là điều đầu tiên quan sát là sấy giai đoạn mà sấy đẳng tốc nó sẽ ngắn hơn là giai đoạn sấy giảm tốc. Điều quan sát thứ hai là gì? Mình nhìn mình thấy là nhiệt độ của thực phẩm nó chỉ tăng lên tiệm cận nhiệt độ của không khí ở giai đoạn sấy giảm tốc thôi. Còn ở giai đoạn sấy đẳng tốc là nước bốc hơi, nước tự do bốc hơi. Mà quá trình bốc hơi là quá trình hấp thụ năng lượng có hiệu ứng làm mát. Cho nên nó làm cho nhiệt độ của thực phẩm nó không có tăng, nó giữ một cái hằng số do hiệu ứng làm mát của quá trình bốc hơi nước tự do. Và nhiệt độ của thực phẩm lúc đó được ra bằng nhiệt độ bầu ướt của không khí không tăng lên. Nó chỉ tăng lên khi bắt đầu nước càng ngày càng liên kết đó, và càng giảm dần thì mới tăng và tiệm cận lên nhiệt độ của không khí sấy. Như vậy mình thấy là gì? Cái giai đoạn mà sấy đẳng tốc nó ngắn, có nghĩa là giai đoạn sấy giảm tốc nó dài, kèm với nhiệt độ của thực phẩm nó sẽ tăng lên nữa. Cho nên cái giai đoạn này chính là giai đoạn mà mất mát giá trị dinh dưỡng cũng như tổn hại đến giá trị cảm quan của thực phẩm hơn là giai đoạn sấy đẳng tốc. Rồi. Điều quan sát cần nhớ thứ ba là gì? Để sấy thì cần phải có hai sự khác biệt, hai cái động lực đó là cái này mình đã nhắc rồi ha. Bây giờ cái phương pháp sấy truyền thống hồi xưa là người ta phải tăng nhiệt độ lên để người ta sấy, tăng nhiệt độ không khí lên. Tại sao tăng nhiệt độ không khí lên thì dễ sấy hơn? Là nó có hai cái lý do ha. Khi mình tăng nhiệt độ không khí lên thì đồng thời với nó thực ra là mình giảm cái ẩm tương đối của nó. Mình học hồi chương 6 có môn kỹ thuật thực phẩm 2 rồi, mình giảm cái này nè. Nha. Ví dụ như đây, cái đường này nó đang là như thế này. Bây giờ mình giảm cái đường này xuống, mình hạ cái đường này xuống bằng cách tăng nhiệt độ. Thì khi hạ xuống thì cái chênh lệch này nó sẽ lớn lên, sấy sẽ nhanh hơn. Đó. Thứ hai là khi mình tăng nhiệt độ và của không khí, tất nhiên cũng tăng nhiệt độ của thực phẩm thì độ nhớt của thực phẩm sẽ giảm, tính linh động của phân tử nước sẽ tăng, nước nó di chuyển dễ dàng nhanh hơn cho nên nó sẽ bốc hơi ra khỏi bề mặt được nhanh hơn, có nghĩa là áp suất hơi nước sẽ tăng lên. Hai cái thay đổi đồng thời này là nó làm cho quá trình sấy nhanh hơn. Vậy thực ra ở đây mình thấy là nhiệt độ với là ẩm tương đối của không khí nó cũng có tương quan nữa. Rồi quay lại ở chỗ này, tôi sẽ giải thích thêm, cái này thực ra là giải thích lại thôi. Tại sao mình tăng nhiệt độ thì giảm ẩm tương đối của không khí? Mình học hồi chương 6 vừa rồi môn kỹ thuật thực phẩm 2, mình thấy là cái đường này là đường ẩm tương đối nè. Ẩm tương đối của không khí tối đa là 100 phần trăm, rồi là 90, rồi 80, rồi 70. Còn trục này là trục thể hiện ẩm tuyệt đối của không khí. Ẩm tuyệt đối là bao nhiêu gam nước có trong 1 kg không khí khô. Đó gọi là ẩm tuyệt đối, là bao nhiêu gam là ẩm tuyệt đối. Nhưng một giá trị ẩm tuyệt đối của không khí nó có thể có các giá trị ẩm tương đối khác nhau. Nếu như cái nhiệt độ của không khí là khác nhau, ở đường trục vành như này thể hiện là nhiệt độ bầu khô của không khí. Ở đây là T4 là nhiệt độ lớn hơn T3, lớn hơn T2, lớn hơn T1. Ok, nhiệt độ càng tăng lên thì ẩm tương đối càng giảm xuống, mặc dù không khí đó chứa cùng một lượng nước. Khi cái ẩm tương đối nó giảm xuống, cái đường này nè nó hạ xuống, có nghĩa là không khí nó khô hơn, nó sẽ dễ sấy, lấy thêm được nước nhiều hơn từ thực phẩm cho nên sấy sẽ nhanh hơn. Rồi, lặp lại nha, nhấn mạnh khi sấy tất nhiên là không phải, mặc dù tất nhiệt độ và ẩm tương đối nó có tương quan, nhưng mà nếu chỉ giải quyết vấn đề nhiệt độ không á thì lại không có sấy được. Giả dụ như bây giờ nếu mình
tăng nhiệt độ sạch bao nhiêu đi nữa mình cũng không sấy được nếu như không khí đó là nó có ẩm tương đối cao. Ví dụ ẩm tương đối của không khí chỗ này thay vì nó thấp như cái nguyên thủy dưới này thì nó nằm ở chỗ này, nó là 100% luôn, không khí này đã bão hòa với hơi nước là ở điểm này rồi thì nó không thể lấy thêm hơi nước từ thực phẩm vô được. Cho nên mình có tăng cái nhiệt độ này lên bao nhiêu đi nữa thì cũng không sấy được. À, vì không khí đã bão hòa. Cho nên cần phải làm cho không khí khô hơn bên cạnh nhiệt độ. Nên mới nói là gì? Cái chênh lệch về cái ẩm, cái áp suất hơi nước này nè, nó còn quan trọng hơn là chênh lệch nhiệt độ nữa. À, ví dụ cái quá trình khi mình hấp bánh bao ở nhà đó, mình để trong cái nồi hấp, mình hấp hơi nước nó bay lên nè, mình hấp ở 100 độ C nhưng mà cái bánh bao này nó không có khô. Mặc dù nhiệt độ nó là cao nhưng mà bánh nó không khô. Tại vì cái môi trường bên trong, không khí bên trong này đã bão hòa với hơi nước rồi, nước bốc hơi rất nhiều rồi. Nó sẽ không lấy nên nước từ bánh bao ra được nữa. Bao nhiêu nước bốc ra thì bấy nhiêu nước sẽ ngưng tụ ngược lại, sẽ được hấp thụ ngược lại, cho nên cuối cùng bánh sẽ không khô. Đó. Quan trọng của quá trình sấy là hai cái động lực này.